Lily Rose, ái nữ được Johnny Depp hết mực cưng chiều, tài hoa và đường tình ồn ào không kém cha. Johnny Depp và Vanessa Paradis gắn bó với nhau 14 năm. Kết tinh cho tình yêu của cặp uyên ương là hai con xinh đẹp, thông minh Lily Rose sinh năm 1999 và Jack sinh năm 2002. Sau khi bố mẹ chia tay, Lily Rose và Jack di chuyển giữa Paris, Pháp và Los Angeles, Mỹ để có thể ở bên cả bố và mẹ. Xuất thân là con nhà nòi nên ái nữ lúc 15 tuổi đã là người mẫu thành công, đại diện cho dòng nước hoa Chanel No. 5 nổi tiếng toàn cầu. Cái tên Lily Rose đủ sức hấp dẫn với đa số ông lớn. Karl Lagerfeld, nhà thiết kế quá cố của Chanel, xem cô là nàng thơ. Lúc còn sống, ông chia sẻ rằng Lily Rose là cô gái thuộc thế hệ mới. Bên trong cô bé hội tụ tất cả phẩm chất của một ngôi sao. Chỉ cao 1m65, song gương mặt Lily Rose sáng bừng với đường nét quyến rũ. Khán giả gọi Lily là công chúa Chanel vì cô thường được thương hiệu Pháp ưu ái quá mức trên thảm đỏ Met Gala, Cannes. Người đầu tiên mặc bộ sưu tập Chanel SS20 tới buổi ra mắt ở London, Anh, không ai khác ngoài Lily Rose. Tôi cảm nhận được sự gần gũi khi ở đây. Tôi đã biết mọi người từ nhỏ và có cơ hội làm việc với họ. Đó là niềm tự hào to lớn. Công việc này rất tuyệt. Những người thầm lặng phía sau như Carl lại càng khiến nó đặc biệt hơn. Con gái tài tử cướp biển vùng Caribbean nói về duyên nợ với Chanel. Bước vào tuổi trưởng thành, Lily Rose bộc lộ rõ bản ngã nổi loạn. Người đẹp thường xuyên mặc trang phục truyền thống, không nội y, táo bạo với những chiếc váy xẻ lên tận eo. Ở tuổi 23, Lily Rose Depp sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng ngoại hình nóng bỏng. Cô liên tục có những hoạt động nghệ thuật nổi trội trong cả lĩnh vực thời trang và diễn xuất. Bộ phim truyền hình The Idol mà cô tham gia với vai trò vai chính gần đây nhất cũng đang chuẩn bị ra mắt. Do Abel Tesfaye, Zara Fahim và Sam Levinson tạo ra cho HBO. Không quá khi nói Lily Rose được trời phú cho nhan sắc khi cô vừa thừa hưởng vẻ đẹp trong trẻo của mẹ là nữ danh ca người Pháp Vanessa Paradis, một trong những cựu người mẫu sáng giá thập niên 90, cũng đồng sở hữu nét mặt bụi bặm đầy cá tính từ cha, nam diễn viên Johnny Depp. Sự kết hợp này mang tới một nhan sắc quyến rũ, độc đáo và riêng biệt mà chỉ có Lily Rose mới có. Chính điều này đã làm nên vị thế không thể bỏ qua của cô trong ngành thời trang. Tại nhiều chiến dịch thời trang nổi tiếng, cô con gái nhà Depp luôn là gương mặt nổi bật giữa các bữa tiệc đặc sắc. Cô từng dành ra hàng tiếng đồng hồ tham dự những buổi tham gia thương hiệu tại New York, cũng như xuất hiện tại casino sang trọng của Carl với Jolene Moore hay Kristen Stewart. Từ thị trường thời trang đến phim ảnh, hình ảnh của Lily Rose Depp đều có sức hút không thể bỏ qua. Từ năm 2014, nàng thơ Chanel bắt đầu sở hữu sự nghiệp diễn xuất bằng một vai khách mời được trong bộ phim Tuck. Sau đó, cô tiếp tục được lựa chọn tham gia nhiều tác phẩm khác như The Dancers, My Last Love Puppy, The King, Voyagers. Cô cũng từng góp mặt trong MV ca nhạc On the Road the World của nam rapper Jelly Snow. Sự xuất hiện của cô góp phần đem lại thành công triệu views cho MV này. Kể từ năm 2016, ái nữ nhà Depp đã vượt mức triệu follow trên Instagram cá nhân. Đến thời điểm hiện tại, cô gái sở hữu hơn 5.800.000 người theo dõi. Không chỉ là khách mời danh dự trong các show thời trang đẳng cấp, cô còn từng được tạp chí Harper's Bazaar bình chọn là một trong 15 biểu tượng thời trang. Lily được sinh ra tại Pháp, ảnh hưởng phong cách từ mẹ là hình tượng thời trang của Chanel. Bà Vanessa đã gắn bó với nhà múa Pháp suốt 2 thập kỷ, đại diện cho dòng nước hoa Coco vào năm 1991 và nhiều mẫu túi đình đám sau đó. Bởi vậy, không mấy ngạc nhiên khi Lily Rose cũng có cho mình phong cách ăn mặc thời trang đẳng cấp, thời trang fashionista gây nên những cơn bão thời trang cho giới trẻ. Ngay từ khi còn nhỏ, cô bé được cha dẫn đi cùng trong những bữa ăn với Karl Lagerfeld, nhà thiết kế quá cố của Chanel và Mintin Natalie Portman. Chính ông trùm Chanel đã từng dành những lời khen có cánh cho cô. Lily thật tuyệt vời, cô ấy là một cô gái trẻ đại diện cho thế hệ mới với đầy đủ tố chất của một ngôi sao. Ái nữ nhà thép đã có khoảng thời gian từ năm 2015-2016 đánh dấu sự gắn kết bền chặt với nhà mốt Pháp. Cô liên tục đại diện cho Chanel trên khắp các thảm đỏ đình đám từ Met Gala đến Cannes. Sau đó, tên tuổi của nữ người mẫu sinh năm 1999 tiếp tục vang xa hơn khi trở thành đại sứ cho các dòng đồng hồ, kính mắt hay nước hoa kinh điển của hãng. Ngoài ra, cô cũng là người đầu tiên mặc bộ sưu tập SS20 tới buổi ra mắt ở London, Anh. Biểu tượng lừng danh của Chanel là nước hoa No. 5 cũng được chọn Lily Rose làm gương mặt đại diện, vượt qua nhiều tên tuổi đình đám khác. Có thể thấy, cô chính là nàng thơ được Chanel hết lòng ưu ái trong suốt một thời gian dài. Chanel không chỉ là công việc mà còn là gia đình. Không nơi nào khác có thể khiến tôi cảm thấy được sự gần gũi như ở đây. Đó là niềm tự hào to lớn khi tôi được quen biết mọi người từ nhỏ và có cơ hội làm việc với họ. Công việc này rất tuyệt. Những người thầm lặng phía sau như Carl lại khiến nó trở nên đặc biệt hơn. Lily Rose từng chia sẻ về sự gắn bó với nhà mốt quyền lực. Cô đăng tải trên trang cá nhân của mình rằng, cha là người đàn ông ngọt ngào, tràn đầy tình yêu thương nhất mà tôi biết. Ông luôn thương yêu, bảo vệ các con của mình.
Những ai quen biết gia đình tôi cũng đều có chung nhận định như vậy. Thông qua bài đăng này, ngôi sao của làng thời trang đã khẳng định cha là người đàn ông tuyệt vời, luôn yêu thương các con. Johnny Depp cũng dành nhiều tình cảm cho ái nữ xinh đẹp của mình. Minh chứng là ông từng xăm tên con gái rượu của mình ở ngực. Người mẫu sinh năm 1999 tiết lộ với The Teen rằng bản thân không thích cách Amber Heard đối xử với cha mình. Theo đó, ban đầu Lily Rose vẫn thường xuyên liên lạc và xây dựng cảm tình với người vợ mới của cha thông qua mạng xã hội. Tuy nhiên không lâu sau, cô đã phần nào nhận ra tính cách thực sự của Amber Heard và quyết định cắt đứt mối quan hệ. Trong phiên tòa diễn ra vào ngày 20 tháng 4, tài tử cướp biển vùng Caribbean cũng tiết lộ về việc Lily Rose không tới dự lễ cưới của Amber Heard trước đây. Depp nhấn mạnh, mối quan hệ giữa vợ cũ và Lily Rose đã cơm không lành, canh không ngọt. Nguyên nhân cho là mối quan hệ trạng nước này đều xuất phát từ tính cách quái gở của Heard. Lily Rose thậm chí còn viết một bức thư gửi Heard với nội dung cô không thích lối hành xử của Martin O'Carman. Theo Daily Mail, vợ cũ từng chửi anh là một người cha tồi và không biết cách chăm sóc con mình. Trong khi đó, Depp cáo buộc cô đã độc chiếm thời gian của anh, khiến nam diễn viên không có cơ hội ở cạnh các con trong khoảng thời gian chúng trưởng thành. Về chuyện tình ái, Lily Rose từng hẹn hò với một số tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp Hollywood. Người mẫu kim diễn viên đã hẹn hò với Timothy Chalamet sau khi cả hai gặp nhau và quay phim The King vào năm 2019. Sau phim Call Me By Your Name xác nhận chia tay bạn gái hồi tháng 4 năm 2020, sau khi nam diễn viên nói với Vogue rằng anh hiện đang độc thân. Timothy Chalamet sau đó thừa nhận anh xấu hổ khi bị paparazzi chụp lại cảnh hôn bạn gái trên du thuyền ở Capri, Italy hồi tháng 9 năm 2019. Sau đó, cô nàng cùng ngôi sao Elvis Austin Bueller bị bắt gặp hẹn hò vào tháng 8 năm 2021. Thậm chí cả hai còn không ngại trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào tình cảm. Ngày 3 tháng 6 vừa qua, các paparazzi chụp lại khoảnh khắc diễn viên Lily Rose Depp tình tứ bên bạn trai mới, rapper Jesse Stace. Cả hai đã ăn tối ở khách sạn The Sunset Tower, West Hollywood, Mỹ. Sau đó, họ rời khách sạn và đi dạo ngoài đường phố. Con gái của Depp không ngại trao nụ hôn ngọt ngào cho bạn trai mới ở chốn công cộng. Đây là lần đầu tiên diễn viên sinh năm 1999 xuất hiện từ sau khi cha cô theo đuổi vụ kiện phỉ báng với Amber Heard trong hơn một tháng qua. Nguồn tin của Daily Mail tiết lộ, bạn trai mới của Lily Rose là rapper Jesse Stein, 22 tuổi, rapper đến từ Pháp. Cả hai bắt đầu hẹn hò từ tháng 9 năm 2021.